Nhưng Phương xin đến chào đến tất cả các cô chú bác anh chị và các bạn. Hôm nay mình đi chợ mình mua gà về, mình sẽ nấu lẩu gà lá giang. Thì sẵn mình đến cái khu chợ cá của người Tây ở dưới Phước Tề á các bạn. Chợ nơi đây họ bán cá rất là tươi ngon và giá cũng không có mắc lắm. Thì sẵn tiện mình quay chung quanh cho các bạn cùng xem cái khu chợ này nha. Chợ cá này thì thường cũng có mấy cái shop của người Tây bán đó các bạn. Mấy người Tây ở đây họ nói tiếng Việt rất là giỏi luôn, cho nên mình mua cái gì mình nói tiếng Việt luôn, họ cũng hiểu nữa đó các bạn. Cá ở đây thì rất là tươi ngon và giá cũng rẻ nữa. Nó bong bóng ha. Bộ miền Tây đồng tư. 47 đồng tư. À, bữa nay mình sẽ vào bếp nấu cái món lẩu gà lá giang ha các bạn. Gà thì mình đã rửa sạch và bây giờ mình đang xào cho nó săn cái con gà lại. Gà mình chặt cái miếng nhỏ nhỏ như vậy nè các bạn cho dễ ăn. Đó, mình xào cho nó thiệt là săn. Lẩu gà lá giang ngon lắm các bạn, mình ăn với bún với lại mình nhúng với rau á, nhất là rau muống á. Đây mình mua được mấy bịch lá giang đông đá nè các bạn. Lá vàng nấu canh chua. Đó, món này mình mua ở shop nè. Ở bên này lá vàng hiếm lắm các bạn, thường nó là người ta bán đông đá không à. Mình mua được mấy bịch thì nấu cái nồi này mình để hai bịch như vậy. Đó, hai cái bịch lá giang. Ăn nó chua chua rất là ngon. Ở bên Việt Nam thì cái lá vàng tươi ăn nó ngon ha các bạn. Bên này thì hiếm lắm, mình mua đông đá. Mà đông đá có khi có khi không chứ không phải lúc nào cũng có đâu các bạn. Đó. Chút nữa mình rửa cho sạch xong rồi cái mình nấu, mình bỏ vào mình nấu với gà, gà nấu lá giang ăn với bún rất là ngon. Mình xào gà cho nó săn, mình phi tỏi nè các bạn, tỏi với sả trong này mình phi cho nó thiệt là săn, thơm quá chừng luôn. Xong rồi cái mình nêm gia vị vô cho nó thấm đều cái miếng gà. Rồi cái mình đổ nước vào mình nấu lẩu gà lá vàng rất là tuyệt vời. Ở bên Melbourne bây giờ đang lạnh các bạn, mình ăn cái món lẩu này ngon lắm luôn á. Gà nó săn về thì cũng được rồi các bạn. Bây giờ mình đổ nước sôi vào, mình nấu một ấm nước sôi rồi giờ mình bỏ vào mình nấu. Xong rồi mình bỏ, mình đi rửa nước lá giang cái mình bỏ chung luôn là được các bạn, cho nó ra nước chua chua nó thấm vô gà ngon lắm. Rồi gà nóng quá phỏng tay. Đó, mình nấu thêm ấm nước nữa mình bỏ vào, xong rồi mình rửa lá giang mình thả vào luôn. Mình rửa lá giang mình bỏ vào rồi nè các bạn, đó mình thả chung với cái gà luôn cho nó nấu, nó ra cái nước chua nó thấm vô cái gà nó rất là ngon. Đó, mình cứ chụm lửa riu 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 như vậy nè. Gà này cũng nhanh chín lắm, mình nấu chừng nửa tiếng là được rồi, 20 phút nửa tiếng là mình nêm nếm là được rồi đó. Mình tắt lửa là được rồi đó các bạn. Đó, mình cứ chụm riu riu như vậy đi cho nó chín, nó thấm vô cái gà cho nó ngon.
trong lúc này mình đã nêm gia vị luôn rồi đó, cho nên đó, mọi thứ nó thấm vô cái miếng thịt ngon lắm. Trời đang lạnh mình ăn cái này mình nhúng với rau muống á, ăn kèm với bún á các bạn, ngon lắm luôn á. Rồi á, mình chấm thêm với muối ớt nữa. Thịt gà này hồi mình chấm kèm với muối ớt ngon lắm. Cái nồi lẩu gà lá giang nè các bạn, nó sôi riu riu rồi đó, cho nó sôi 2 dạo nữa, khoảng 10 phút nữa là mình tắt được rồi, là nó chín rồi đó. Quá trời nó thơm mà nó ngon, nó nghe cái mùi chua chua đói bụng luôn á các bạn. Cái mùi lá giang này nè, nghe nó chua chua, nó thơm thơm ngon lắm đó. Cái này á, mình ăn mình để ra, còn cái lẩu á, mình ngồi mình nhúng với rau muống nè, ăn với rau muống là mình thấy thích hợp nhất. Rồi bún chấm với muối ớt cay, hoặc là ai không thích ăn muối ớt thì mình chấm với nước mắm ớt, hấp dẫn quá chừng luôn, thơm quá. Bây giờ mình cho nó sôi chút nữa, khoảng 10 phút nữa đi, mình tắt cho nó mềm gà chút xíu nữa. Cái nồi lẩu gà bây giờ nó đã chín rồi các bạn, nó sôi sùng sục luôn rồi, mình đã nêm nếm rồi, rất là ngon. Thì bây giờ mình tắt lửa là được rồi các bạn. Khi nào mình ăn cái mình để vào một cái lẩu, mình bắt lên cái bếp ga đó, cái mình bỏ rau muống vào mình nhúng, ăn như vậy thì nó giữ độ nóng hoài, rất là ngon. Cái món lẩu gà lá giang này rất là dễ nấu ha các bạn. Các bạn nấu cho gia đình mình ăn và ngày thường mình ăn cũng được, dễ lắm. Nhiều khi mình ăn thịt, mình nấu những cái món kho này nọ hoài cũng ngán. Mình nấu như vậy này giống như ăn nó chua chua, nó đỡ ngán mà nó ngon lắm. Cái lá giang nữa nó thơm nữa các bạn, quá trời thơm, hấp dẫn luôn, nó sôi sùng sục luôn rồi. Thôi bây giờ mình tắt lửa. Nói mình tắt lửa để về cho nó nguội. Khi nào mình ăn là mình bắt lên cái lẩu, lên cái bếp ga. Nồi bún riêu dồi heo này các bạn, hấp dẫn quá, quá chất này. Cái này là nước xương gà mình hầm rồi, mình vớt cái bọng gà ra rồi đó. Thì đây là cái nồi súp này rất là ngọt. Và bên này là có cái tô riêu. Đây là thịt với riêu với lại trứng mình đã đánh trộn chung rồi. Bây giờ mình bỏ vô cái nồi bún riêu này cho nó ngon. Mình múc ở như đây để vào là nó chín rồi, nó nổi lên thành cái cục riêu rất là ngon. Cái này là thịt nạc xay á, thịt heo xay với trứng với lại riêu cua, rồi mình nêm gia vị vào trong này. Cái nồi bún riêu này rất là ngon, mình hầm với nước xương bằng cái bọng gà đó, nó ra cái nước súp rất là ngọt.
cho nên nước ngọt từ xương thì mình không có cần phải nêm bột ngọt. Mình thả vậy nè, mình để lửa riu riu thôi, mình để lửa lớn với cái nó bị bể cái riu này đó các bạn, nên mình để lửa nhỏ thôi. Đây mình có hai cái giò heo lóc xương rồi đó, mình luộc mà mình mới vớt ra nè. Mình để cho nó nguội xong rồi mình bỏ vào tủ lạnh cho nó săn lại đó các bạn. Rồi mình xắt lát lát, khi nào mình múc muốn riêu cái mình để lên trên. Thì ăn như vậy á, cái bắp giò này ăn rất là ngon. Cái nồi bún riêu này rất là ngọt các bạn, ngon lắm. Bây giờ riêu nó cũng nổi lên rồi nè các bạn, rất là ngon luôn á. Cái nồi bún riêu này các bạn thấy không, phải có huyết, có riêu như vậy thì nó rất là ngon. Và nước súp này mình hầm từ xương cho nên nó ngọt lắm các bạn, hấp dẫn quá chừng luôn. Và bây giờ mình đi ra vườn mình hái rau để vào mình ăn cái bún riêu này ha các bạn. Cái này ở nhà mình nấu cho nên mình không có bỏ màu vàng vàng vô, chứ nếu không, nếu mình thích á, mình phi hạt điều mình bỏ vào, nhưng mà ăn nhiều màu quá mình cũng không có thích, cũng không tốt, cho nên mình để cái màu tự nhiên như vậy của cà chua đó, rất là ngon nè. Riêu nó nổi lên rất là đẹp ha các bạn. Ăn bún riêu thì không thể nào mà không có huyết ha các bạn. Huyết thì ăn bún riêu rất là ngon. Đó, mình làm cái cách này á, cái riêu nó nổi lên rất là ngon nè các bạn. À, nó không có bị rã. Nồi bún riêu rất là thơm ngon.